vị, một lần nữa cảm ơn quý vị đã đến với chương trình Tất Đất Tất Vàng, chương trình đưa cho chúng ta những cái chi tiết rất là hữu ích để biết thêm về kiến thức về địa ốc. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì anh Kevin cũng như là anh Bình Trần sẽ gửi đến cho quý vị một cái đề tài rất là cần thiết khi chúng ta cần mua nhà. Đó là khi mà người mua nhà đó anh Kevin, thì thường thường họ mượn loan á, thì có bao nhiêu loại loan và thường thường người ta hay dùng cái loại nào nhất? Theo kinh nghiệm của Kevin thì em thấy dạo này mình người mua nhà đó, người ta thì thường ta đi cái conventional loan nhiều. Thì cái đó versus FHA thì em thì để cho anh Bình giải thích về cái chương trình đó, tại sao người ta đi hay đi cái conventional mà người ta không đi cái FHA. Chắc chắn là phải là đặc biệt lắm, hấp dẫn lắm người ta mới theo cái chương trình đó nhiều, phải không anh Bình? Dạ đúng rồi chị. Thì nói chung á, như Kevin nói á, cái chương trình loan mà Bình làm nhiều nhất, khi mà một người khách á, mà họ đi đến mình làm loan là cái chương trình conventional. Lý do tại sao á, là tại trong cái conventional loan thì ngày hôm nay mình chỉ nói nôm na về cái phần mà khi quý vị bỏ down trên 20%. Ngoài ra conventional có những chương trình down ít hơn 20%, nhưng mà nói nôm na để mình cho cái sự khác biệt, để quý vị thấy rõ hơn cái sự khác biệt giữa cái conventional loan với lại FHA. FHA có nghĩa là loan mà được chính phủ mà đứng vào sau lưng để mà gọi là tài trợ, bảo hiểm cho cái thì conventional nói nôm na là không được chính phủ bảo vệ vào sau. Thì thường lý do tại sao cái người khách của mình thích cái chương trình cái loan conventional là tại sao là họ được bỏ 20%, thường là thích bỏ 20% down để chi, để họ không trả mortgage insurance. Còn loan FHA á, là thường cái chương trình này, tại sao khi mình bây giờ thấy rất là nhiều, là tại sao là cái chương trình đó thường là cho những người mà họ không có nhiều tiền down, không có nhiều tiền down để chi họ có thể mua nhà có được ít nhất là 3.5% down. Thậm chí nếu như mà họ có thể đi apply qua những cái chương trình chính phủ mà tài trợ, có thể là không cần cái tiền down nào hết. Nhưng ngược lại nó cũng có cái này được cái này mất cái kia, đúng không? Thì hôm nay để mình nói chi tiết rõ cái sự khác biệt giữa conventional và cái loan của chính phủ FHA. Thì thứ nhất, nói về conventional loan, cái sự khác biệt thứ nhất có nghĩa là sao? Cái khi mà người khách ở conventional họ bỏ 20% down thì họ không phải trả một cái gọi là mortgage insurance. Ngược lại với cái loan của FHA, loan của chính phủ á, cho dù quý vị có để 20% down đi nữa thì cũng phải trả mortgage insurance. Một khác biệt khác nữa là sao? Để conventional loan mà quý vị được tiền lời thật là tốt thì cái credit mình phải thiệt là tốt. Trong khi loan của chính phủ thì một người có thể điểm khoảng 660 điểm có thể lấy tiền lời giống như một người 740 điểm. Sẽ khác biệt thứ hai. Cái sự khác biệt thứ ba nữa là sao? Là conventional loan không trả một cái bảo hiểm gọi là upfront, có nghĩa là cái ban đầu, gối đầu của cái bảo hiểm, mà loan chính phủ thì lại có, thường là 1.75%. Một cái sự khác biệt nữa là trên cái conventional loans á, khi mà quý vị được quyền sự lựa chọn, mình muốn đóng thuế đất bảo hiểm chung hay đóng thuế đất bảo hiểm riêng, thì mình được quyền sự lựa chọn khi mình down 20%. Còn bên loan chính phủ thì thật sự mình không có sự lựa chọn, phải đóng chung hàng tháng. Quý vị thấy đó lý do tại sao mà có nhiều người rất là thích cái conventional loan, phải không? Đúng rồi, nhưng mà ngược lại cũng rất là nhiều người thích cái FHA loan, là tại sao cái cộng đồng Việt Nam mình là sao? Mình mà người Việt Nam mình chỉ biết mà mình thích rẻ nhất, cho nên mình không có thích cái mortgage insurance hàng tháng. Tại nhiên một tháng cái loan, thí dụ mượn cái loan 400 ngàn, tự nhiên tháng trả thêm khoảng 300 đồng tiền mortgage insurance thì có vẻ quá mắc. Nhưng ngược lại giúp đỡ là sao? Nhiều người có những cái trường hợp giống như họ bị khai phá sản, hay là bị nhà bị mất, hay là bị short sale, thì cái thời hạn quy định để mà mua được căn nhà mới sẽ ngắn hơn so với cái chương trình conventional. Với lại mình không cần một cái credit cao lắm để mà mình lấy được một tiền lợi tốt. Mà tiền down chỉ cần ít nhất 3.5% down, trong khi bên kia muốn không có gì 20. Hết phải ít nhất 20% down trở lên để mà có được tiền lợi thật. Rất là hay. Anh Bình, như vậy anh Bình nói là cả hai chương trình, tức là chương trình FHA cũng có rất là nhiều người thích, thì
khi mà khách hàng đến với anh đó, thì anh sẽ hướng dẫn để mà người khách hàng đó chọn lựa cái nào thích hợp nhất cho mình không anh? Đó là điều chắc chắn chị, tại vì có nghĩa là sao, khi mà mình ngồi xuống một cái hồ sơ của người khách thì mình phải nhìn đánh giá hết cái câu nguyên một cái hồ sơ của họ để mình quyết định mình giúp cho người khách mình sự lựa chọn cái chương trình nào là tốt nhất để mà họ quyết định. Lúc nào mình cũng cho họ gọi là cái sự lựa chọn để họ biết là ok mình nên đi cái chương trình nào. Tụi em chỉ có thể ngồi đây là ok em sẽ recommend như vậy. Cái sự lựa chọn vẫn là của người khách mình. Thì anh Kevin nói là khách hàng của anh Kevin thường thường là chọn cái conventional. Thường thường đa số thì conventional, but vài sau đây thì cũng có người bắt đầu thấy là FSC nó cũng pop up nhiều đó. Tại vì nhiều người hồi xưa họ không có hiểu về cái chương trình. Thật sự khi mà nghe cái chữ mortgage insurance anh cũng sợ. Là trời, tôi mua insurance mà insurance mortgage insurance để làm gì? Đó là chẳng qua là để cho họ bảo vệ cái nhà băng thì mình đau quá ít. Trường hợp mà mình không trả nổi thì họ sẽ trả cho cái nhà băng thôi. Thì mình đau ít thì mình phải nên trả cái bảo hiểm đó. Thành ra đâu cũng đâu nhiều đó, đúng không chị? Quý vị. Và ngoài ra thì về về các loại loan thì mình có hai loại này là chính nhất rồi mày. Dạ nói chung là hai cái chương trình này là hai cái chương trình mà có thể nói là gần như em làm 70-80% là người khách sẽ làm nhiều những cái chương trình này, nhất là conventional. Còn những cái phần percent còn lại thì cũng có nhiều cái chương trình rất là khác nhau, thì mình có thể đi vào chi tiết vào những cái chương trình khác sau này. Trước khi chia tay với quý vị thì anh Kevin với lại anh Huỳnh, anh Bình có thấy rằng bên anh nghe rất là nhiều người nói năm nay sao mà nóng dài hơn các năm khác, anh có thấy vậy không anh? Về thời tiết á, thì không biết là cái thời tiết nóng của San Diego đó nó có ảnh hưởng với cái nóng, cái hot của địa ốc của mình không anh? Thì theo Kevin nghĩ á, địa ốc thì tại vì San Diego nó mùa hè nó nóng thôi chứ mấy mùa mát nó mát lắm. So nhà này đứng luôn nó sẽ trung bình vậy, thì cái sự mà người ta muốn về San Diego rất là nhiều. Thì em nghĩ nó sẽ continue. Thì cái thị trường địa ốc của chúng ta trong vài tuần nay là có lên xuống hay là như thế nào không anh? Nó stable. Stable có nghĩa là giống bắt đầu đứng bắt đầu. Mà theo em nghĩ là nó tốt cho cái thị trường địa ốc, tại vì không có thể lên ngoài được. Lên ngoài thì cuối cùng không có ai dám mua nhà. Vâng thưa quý vị, cho nên quý vị đang có ý định mua cho mình một căn nhà để quý vị ở, tức là quý vị chưa bao giờ có sở hữu một căn nhà, hoặc là quý vị nào muốn mua thêm căn nhà để mà quý vị đầu tư, thì mình thưa quý vị một lần nữa, chúng tôi có số điện thoại của anh Kevin và anh Bình trên màn ảnh. Chúng ta có rất là nhiều sự chọn lựa thưa quý vị, nhưng mà Vân Anh xin mời quý vị hãy đến để mà cho anh Kevin và anh Bình có cơ hội được phục vụ quý vị. Và Vân Anh tin chắc là quý vị ra về và sẽ rất là hài lòng với cung cách phục vụ của hai anh. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và xin thân ái chào tạm biệt. Bình xin kính chào tạm biệt quý vị của đài VNTV. Kevin kính chào quý vị của đài VNTV.